Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của bên em Huyền Audio trong video ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cũng như theo yêu cầu của rất nhiều các bác trên mọi miền của Tổ quốc cũng đã yêu cầu em đó là làm một cái video ghép một đôi bát và một chiếc tép và một qua một bộ phân tần. Đó thì combo với một bộ ghép đầy đủ ở trên hệ thống loa thì cũng có rất nhiều các bác là về ghép với loa kẹo kéo này, hay là về những bác là đã có cái dòng sản phẩm của loa thùng ấy, thì các bác muốn thay đổi là cái cốt lõi ở bên trong, thì ngày hôm nay thì bên cả bên em sẽ làm đó là một cái video clip để lên cho toàn thể các bác là khi ghép một combo, đúng không ạ, ghép một combo đó là một chiếc bát này, một chiếc tép và qua cái hệ thống phân tần. Và bây giờ thì em sẽ ghép và sau nữa thì em sẽ báo giá trực tiếp cụ thể cho toàn thể các bác nhá. Thì đây nó là cái đầu ra từ đẩy, đúng không ạ? Từ đẩy ra loa các bác nhá. Từ đẩy ra loa. Đấy thì em sẽ ghép cho toàn thể các bác này. Các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho cửa hàng em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em nhá. Đấy thì bây giờ em sẽ ghép và đây em đang đấu dây nhá các bác nhá. Ghép này từ phân tần này các bác nhá. Đây phân tần đây này. Đó, em ghép này. Đó, bây giờ là cái đường này là đường tín hiệu của bát này. Đấy, đường tín hiệu của bát nhá. Đấy. Dương. Đây đường tín hiệu của bát này. Đấy, cắm vào này. Đấy, kêu nhá. Đây là đường tín hiệu của tép nhá các bác nhá. Đánh cộng hưởng nhá các bác nhá. Đấy, đây là khi đánh cộng hưởng này. Rất tiếng rất là hay. Đấy. Khi chạy qua phân tần anh em nhá. Đấy, tiếng cực kỳ là hay luôn. Được chưa? Nghe tiếng rất là hay nhá các bác nhá. Đấy, tép nghe này. Tép nghe rất là nhuyễn và rất là hay các bác nhá. Đấy. Thì em cũng giới thiệu luôn cho toàn thể các bác này về chiếc tép này nhá. Chiếc tép này thì nó là đít của nó là đít nhôm các bác nhá. Đít nhôm cho nên là nó làm đít nhôm nó tản nhiệt rất là mát, cho nên là nó sẽ không bị nóng của tép và nó đánh trong với cái mức độ là chịu đựng được với thời gian dài. Đó. Thì chiếc tép này nó là chiếc tép 450 nhá. Giá một đôi tép này nhá các bác nhá. Giá một đôi tép này thì nó bên cửa hàng bên em đang bán cho toàn thể anh em với cái giá là 700.000 các bác nhá. 700.000 một đôi tép này. Đấy, còn phân tần thì sao ạ? Phân tần thì một đôi phân tần như thế này nhá, một đôi phân tần như thế này thì là bên cửa hàng bên em đang bán cho toàn thể anh em với cái giá là 650.000 nhá, 650.000 này. Được chưa? Đấy, còn một đôi bát, đây là một đôi bát nhá. Đây một đôi bát này các bác nhìn. Em sẽ quay cho toàn thể các bác nhìn chi tiết của chiếc bát này. Bát này nó là xếp ba gân vải tẩm dầu. Đấy. Dòng này nó là dòng gân bóng các bác nhá. Gân bóng này, vân xếp ni. Đấy. Đây soi cho toàn thể các bác này. Bát rất là đẹp và chất lượng luôn. Nếu mà các bác muốn các cái dòng sản phẩm này các bác mà chơi các cái loa bát ấy mà các bác nhìn như này đã đủ biết là cái dòng sản phẩm chất lượng rồi, đúng không ạ? Đây soi cho toàn thể các bác nhìn từ đây. Đấy, côn từ con này là từ 190 các bác nhá. Từ 190 này, côn 76 này. Đấy, từ 190 côn 76 đây các bác nhìn này. Côn này rất là kinh khủng luôn. Đấy thì hiện tại là đôi bát này bên cả bên em đang bán với giá là 1.700.000 các bác nhá. Anh em mua đôi phân tần thì em bán riêng phân tần này, mua đôi bát cũng bán riêng đôi bát này, mua đôi tép cũng bán riêng đôi tép các bác nhá. Rồi, trong video ngày hôm nay thì em tạm thời xin phép kết thúc video tại đây. Các bác nào mua hàng có thể gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Audio. Rồi, kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.